Xin chào tất cả các bạn. Mình đang chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh. Khu này là khu quận 9. Hồi nãy chạy ngang qua đây thì mình thấy trong này có một cái khu dân cư. Bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn xem ha. Ở bên trái là chợ Long Trường đó các bạn. Khu này cuộc sống của người dân ở đây giống như ở miền quê vậy các bạn. Quận 9 bây giờ là đã lên thành phố Thủ Đức rồi ha. Thành ra dân ở đây là mới mốt thành dân của thành phố đó các bạn. Tới ngã ba này quẹo phải thì chúng ta sẽ vào một khu dân cư. Khu này được gọi là khu đô thị Đông Tăng Long. Đây là con đường chính để đi vào khu đô thị này. Và dọc theo đường Nguyễn Duy Trinh thì có rất nhiều đường vào khu này. Và khu này thì cũng giáp với đường Lã Xuân Oai. Trên đường Lã Xuân Oai thì cũng có nhiều đường để vào. Khu đất này nghe nói bắt đầu xây dựng vào năm 2005 các bạn. Nhưng mà không hiểu sao nó kéo dài tới bây giờ thì người ta mới bắt đầu khởi động làm lại. Các bạn thấy là những ngôi nhà cũng bắt đầu được hoàn thiện rồi. Nhưng mà không hiểu sao lại thấy chưa thấy có ai vào ở. Các khu nhà ở đây thì mình thấy thiết kế giống giống nhau các bạn. Nó nhìn giống như là nửa biệt thự với nửa nhà phố. Những cái khu nhà này mình cảm giác thấy như vừa mới xây dựng xong hả các bạn. Cái lớp sơn còn rất mới. Cả một cái khu mình thấy rất là vắng lặng. Hầu như không ai tới ở. Khu bên này thì cũng được thiết kế cũng giống như khu vừa rồi ha. Có cái nhà này nè, dây leo nó mọc lên khỏi hàng rào luôn các bạn. Chắc để cũng lâu lắm rồi. Có cái nhà bên đây là đang sửa nữa các bạn. Chắc sắp có người ta ở đây. Cơ sở hạ tầng ở đây thì mình thấy khá là hoàn chỉnh ha. Cầu cống đường xá đều có đủ hết, giờ chỉ có xây nhà thôi. Ở đây có xe nè, chắc có người ở đây. Cái nhà này có người ở nè các bạn. Có người làm cỏ nữa nè.
Kế bên thì lại là một căn bỏ hoang ha các bạn, hoang phế luôn á. Căn bên đây cũng vậy nè, bỏ hoang uổng quá ha. Ba căn liên tục luôn các bạn. Có cái nhà đối diện bên đây thì có người ở. Cái khu này mình thấy cái nhà có vẻ như là xây rất là lâu rồi ha. Giống như cái khu này là cái khu nhà ở đầu tiên của cái khu dân cư này quá. Ở đây tiếp tục hai căn bỏ hoang nữa nè. Căn này thì có người ở nè, nhưng mà hai bên thì lại bỏ hoang. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy vòng ra bên ngoài phía bờ hồ bên đây nè. Ở ngoài đây có cái hồ điều tiết. Theo mình nghĩ thì cái khu này là cái khu đầu tiên ha, những người đầu tiên của khu đô thị này tới đây ở. Có vẻ như là thời điểm đó khu này vắng quá nên là những cái căn nhà bỏ trống đó ha, thì những người chủ đó họ bỏ đi chỗ khác họ ở. Chắc lẽ ở đây buồn quá. Ở ngoài này thì họ đang hoàn thiện cái hồ nước đó các bạn, gọi là hồ điều hòa đó, của cái khu dân cư này. Mình thấy khu công viên với hồ nước bên đây làm khá là rộng ha, cỡ 1/4 cái diện tích cái khu dân cư này á. Thấy khu nhà này là cái khu hoàn thiện nhất trong cái khu dân cư này. Sở dĩ mà những cái nhà này không có người ở thì theo mình nghĩ là chủ những cái căn nhà này họ là cái dạng như là họ đầu tư kinh doanh với bất động sản đó các bạn. Từ sau Tết tới giờ thì các bạn thấy là giá bất động sản hiện tại đang rất là sốt. Có thể nhân cơ hội này họ sửa chữa những căn nhà này rồi họ bán ha các bạn. Chỗ này là khu biệt thự cũ nè, hồi nãy mình mới chạy qua đó, có mấy căn bỏ hoang đó các bạn. Không hiểu sao khi mình chạy qua khu này thì cũng thấy không khí nó trầm lại liền ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chạy ngược lên khu phía trước này các bạn. Nãy mình chưa có đi khu này. Khu này mình nghĩ là khu shop house các bạn. Thường thì mình thấy những cái khu đô thị khác
ta làm khu shop house dọc theo trục đường chính, nhưng mà ở đây thì lại là ở phía bên tay trái nếu tính từ cổng đi vào. Có thể đây là khu shop house đầu tiên, những khu shop house sau thì có thể nằm cho bên tay trái của trục đường chính thôi. Khu bên đây cũng đang xây nè, bên quẹo qua bên đây mình coi sao ha. Ở ngoài này là khu dân cư cũ ha. Để mình dòng ngược trở lại ha các bạn. Khu shop house này cũng đã hoàn thiện xong rồi. Tại sao phía trước những khu shop house này lại có những cái tủ điện để kỳ cục lắm? Nhìn mấy cái tủ điện này nó kỳ kỳ sao ha, sao lại để ngay chỗ này ta. Khu shop house này thì theo mình để thiết kế khá là đẹp, kiến trúc theo kiểu hiện đại ha. Theo mình là có một cái lợi thế là nằm ngay cái khu dân cư hiện cũ với lại gần cái chợ Long Trường nãy các bạn. Chúng ta chạy qua cái khu này một lần nữa rồi chạy lên khu đang xây dựng ở đầu bên kia. Để mình quay cái khu công viên và cái khu hồ nước cho các bạn xem, cũng đang xây dựng, mới xong cái những cái đường đi trên dọc theo cái khu hồ nước.
Đông Tăng Long này, ngoài đường Nguyễn Duy Trinh ra thì muốn vào đây còn có một con đường nữa là đường Lã Xuân Quay. Đường Lã Xuân Quay thì hơi xấu các bạn. Ở đầu đường Lã Xuân Quay thì có một cái cầu đang xây chưa xong. Ở khu dân cư này, Đông Tăng Long này muốn phát triển thì làm thêm cái đường nữa Lã Xuân Quay nữa là ngon luôn á. Còn đường Nguyễn Duy Trinh thì cũng tương đối ha, nghĩ là cũng cần mở rộng ra ha. Khu Đông Tăng Long này thì cũng gần khu Vinhome Grand Park các bạn. Khu này cách khu Vinhome khoảng 5 cây số. Các bạn cứ đi theo đường Nguyễn Duy Trinh sẽ tới đường Nguyễn Xiển. Đường Nguyễn Xiển thì chạy tới cầu Gò Công là tới rồi. Đường Nguyễn Xiển và khu Vinhome thì xấu hơn đường Nguyễn Duy Trinh này nhiều. Nhưng do Vinhome họ có thương hiệu nên họ bán rất là chạy. Còn khu Đông Tăng Long này nhà đầu tư có vẻ tiềm lực không mạnh bằng, nên khu này không có phát triển như là khu Vinhome. Khu Đông Tăng Long này thì cách Sài Gòn khoảng 20 cây số, còn cách sân bay Long Thành ha, nghe nói đâu 30 cây số rồi vậy. Theo mình nghĩ thì khu này sớm muộn gì cũng phát triển, do thành phố Thủ Đức đã được thành lập rồi. Với lại khu này cũng gần nhà máy Samsung á, ở khu công nghệ cao á. Khu này cách nhà máy Samsung khoảng 5 cây số. Bây giờ thì mình tới một cái khu nữa ha, khu này đang được xây dựng. Cũng thấy hoàn thiện phần thô rồi. Khu này thì mình thấy ghi là chủ đầu tư là công ty Ba Son ha. Không biết công ty này có dính dáng tới nhà máy đóng tàu Ba Son không ta. Khu nhà ở đây thì có vẻ như là đã hoàn thiện rồi các bạn. Nhà cũng lắp kiến hết trơn rồi. Kiểu dáng thì mình thấy cũng gần giống như là những cái nhà nãy mình mới chạy ngang lúc đầu á. Một lốc nhà vậy là bao nhiêu căn ta? Để mình đếm thử coi. Ở đây là 2 căn nè. Tiếp theo là 2 căn là 4 căn. Ở đây 2 nữa là 6. Đây 2 nữa là 8. 10 căn. Một lốc vậy là 10 căn ha. Rồi một cái căn nhà thì mình nghĩ là bề ngang khoảng 5 m. Thì 2 căn đâu vô là 10 m ha. Rồi có cái khoảng cách ở giữa những cái căn nhà đó. Mình nghĩ chắc chiều dài của mỗi lốc nhà là khoảng 70 m. Bây giờ mình chạy qua tổng cộng là khoảng lốc này lốc thứ tư các bạn, tức là khoảng gần 300 mét rồi đó, dài ghê không? Còn khúc dưới nữa kìa. Vậy là chiều dài của cái từ đầu đến cuối của cái khu nhà này chắc cũng khoảng 500 đến 600 mét đó các bạn, rất là dài.
Ở chỗ này có mở đường cho vào nè các bạn, là chạy vô coi sao ha. Ở trong khu này thì cũng đang xây dựng ha. Cuối đường là khu dân cư cũ, những người mà đã sinh sống lâu đời ở đây ha. Các bạn thấy là ở bên này thì vẫn còn những cái nhà dân, những người dân mà sống ở đây lâu năm. Ngày xưa thì dân ở đây chủ yếu làm nghề nông các bạn. Và rồi cơn bão đô thị hóa ập tới, bỗng chốc thì những người nông dân này trở thành tỷ phú. Có người thì biết kinh doanh, biết làm ăn thì giàu thêm, có người sau năm thì trắng tay. Bây giờ thì dân ở khu vực quận 9 này hầu như người ta cũng không còn ai làm nông nữa các bạn. Giá đất hiện tại thì đang nóng sốt xịt xịt. Họ cũng còn không còn tâm hơi, tâm trí đâu mà để lo làm ăn nữa. Chỉ chờ được giá là những ai mà còn đất thì chỉ chờ được giá ha, rồi họ bán đi. Số tiền bán đất đó bằng cả đời họ làm nông cũng không có các bạn. Căn nhà ở đây theo mình nghĩ là đã hoàn thiện hết rồi, chỉ chờ có người vô ở thôi. Bây giờ lại nhắn que điều hiu hết các bạn. Khu ở trong này cũng hoàn thiện hết rồi các bạn. Có cái công viên nhỏ trong này nữa nè. Chạy trong khu này thì là mình nhớ tới bộ phim nói về zombie ha, xác sống các bạn. Sau một đêm thức dậy thì mọi người đều biến thành zombie. Thành phố lúc này bị bỏ hoang, không có ai sống hết. Nói cho vui vậy thôi, chứ nếu mà khi sân bay Long Thành được xây dựng thì những cái khu dân cư mà dọc theo cao tốc Long Thành Dầu Dây các bạn rất là có giá ha. Khu này thì đi ra cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng gần. Ở đây có một cái nhà người ta đang sửa nè các bạn.
các chủ cũ họ sửa để họ chuẩn bị bán đó. Các bạn cũng biết là từ sau Tết tới bây giờ thì báo chí đang nói đến tình trạng sốt đất ảo, tức là cái giá của miếng đất đó được đẩy lên rất là cao so với giá trị thực tế. Năm vừa rồi thì dịch Covid nó hoành hành rất là dữ dội, tất cả các xí nghiệp ở trên toàn thế giới cũng như Việt Nam mình đang lao đao, có những công ty phải phá sản, thu nhập của mọi người giảm sút, thất nghiệp cũng rất là nhiều các bạn. Mọi người đều phải tiết kiệm trong chi tiêu ha, rồi kế hoạch mua nhà mua đất cũng phải thay đổi. Thì ra tình hình bất động sản thời điểm năm vừa rồi nghe nói báo đăng thì cũng khá là ảm đạm. Hiện tại thì mọi người cũng đang chờ đợi xem cái cơn sốt đất này nó lên tới đỉnh chưa các bạn. Đối với những người quá giàu thì chuyện này cũng là vấn đề, họ mua đất lúc nào cũng được, họ thấy cảm thấy họ ưng miếng đất đó thì họ ưng cái bất động sản đó thì họ xuống tay họ mua thôi. Còn đối với những người không có nhiều tiền lắm thì cũng phải suy nghĩ các bạn. Ở bên đây đồng trống không á các bạn. Trong khu này thì ngoài hai cái khu được xây hoàn chỉnh ra thì hầu như tất cả các khu còn lại đều là đồng trống hết. Ở khu này mà các bạn muốn đi ra cái cổng chính để đi ra cái đường lớn thì phải đi qua cái đồng trống. Nếu vào ban đêm mà những ai yếu vía chắc không dám đi đâu ha, ở nhà còn hơn. Mình thấy là muốn dân về đây họ ở khu này thì chắc phải có bảo vệ ha các bạn, chứ ban đêm mà sao mà dám chạy ra ngoài đường đi qua mấy cái đồng trống ớn cái màu. Này là đầu công trường họ xây dựng cái khu nhà này. Bên đây thì có những cái nhà đang được xây. Bây giờ mình quẹo qua bên đây coi sao ha các bạn. Ở đây cũng có mấy căn mới xây nè các bạn.
đầu từ đầu này ha, mà các bạn chạy tới cái khu nhà ở đầu cái cổng chính đó các bạn, cái khu shop house đó là khoảng gần 1 cây số. Khu này mà chiều thả diều ha, với lại chơi đá bên nhựa là khỏi chơi luôn các bạn. Không biết bảo vệ nó cho thả diều cái đá banh không á, chắc không cho đâu. Nếu cho là dân vô đây nó nhiều lắm. Chỗ này mà ai học lái xe hơi ha, vô đây giờ ta lái cũng được đó chứ. Mình nghĩ buổi chiều chỗ này sẽ đông các bạn, chiều mát thì người ta sẽ ra đây chơi nhiều. Hôm nay thì có dịp đi ngang đây mình review khu đô thị này cho các bạn xem ha. Video mình đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.